khi lên đường sang Qatar tập huấn, Leuven Park Hansel đã công bố danh sách 24 cái tên của đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019. Huấn luyện viên người Hàn sẽ loại một cái tên cuối cùng trước ngày giải khởi tranh. Đội tuyển Việt Nam không thể có được đội hình tốt nhất do sự vắng mặt của hai trụ cột là tiền đạo Anh Đức và trung vệ Đình Trọng. Tiền đạo người Bình Dương chia tay đội tuyển sau vinh quang tại AFF Cup 2018. Còn trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội buộc phải sang Hàn Quốc để điều trị chấn thương. Với những xáo trộn ngay sau khi giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Asian Cup 2019 với một gương mặt khá mới. Cùng chúng tôi dự đoán xem đâu sẽ là 11 cái tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Park Hang-seo. Chân giữa khung thành của đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục là cái tên Đặng Văn Lâm. Cầu thủ Việt kiều là một trong những thủ môn hay nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Tài năng xuất chúng của anh đã được chứng minh sau hai lượt trận chung kết AFF Cup với Malaysia. Bất chính tại giải đấu cấp châu lục sẽ là cơ hội tiếp theo để Văn Lâm chứng tỏ mình. Hậu vệ cho khung thành của Đặng Văn Lâm sẽ là mùa 3 Đỗ Duy Mạnh, Quế Quang Hải và Nguyễn Thành Trung. Đẳng cấp và sự ăn ý của Duy Mạnh với Quế Quang Hải là điều không cần phải bàn tới. Còn Thành Trung, anh là sự bổ sung thay thế cho Đình Trọng. Cả hai chính là tấm lá chắn thép của câu lạc bộ Hà Nội trong hành trình đăng quang V-League 2018. Với sự tương đồng về lối chơi, nhà vô địch V-League 2018 được kỳ vọng sẽ là trái tim của hàng thủ tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này. Bên hành lang cánh trái là vị trí mặc định của Đoàn Văn Hậu. Ở tuổi 19, hậu vệ gốc Thái Bình đã là trụ cột không thể thiếu tại các cấp đội tuyển và câu lạc bộ. Nhiều chuyên gia nhận định Văn Hậu chính là hậu vệ cánh số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ở phía bên kia, Trọng Hoàng là cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Tuy nhiên, anh đã dính một chấn thương nhẹ ngay trước thềm Asian Cup 2019. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 89 vẫn cùng đội tuyển sang Qatar tập huấn. Nhiều khả năng anh tiếp tục là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo tại giải đấu lần này. Trong trường hợp Trọng Hoàng chưa thể trở lại thì Ngân Văn Đại sẽ là sự thay thế khá vững chắc. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã thể hiện rất tốt trước Triều Tiên. Tuy nhiên, anh cần phải chơi tập trung và chuyển bóng chính xác hơn. Ở hàng tiền vệ trung tâm, huấn luyện viên Park Hang-seo gần như sẽ giữ nguyên khi bộ đôi Huy Hùng và Hùng Dũng đang thi đấu rất hay. Hùng Dũng là trụ cột trong hành trình đăng quang AFF Cup 2018. Còn Huy Hùng dù chỉ trở lại từ vòng bán kết nhưng anh cũng tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là trong trận chung kết trước Malaysia. Chơi cao nhất trong đội hình này sẽ là bộ ba Tiến Linh, Văn Đức và Quang Hải. Sẽ chẳng có lý do gì để huấn luyện viên Park Hang-seo gạt quả bóng vàng Quang Hải và quả bóng đồng Văn Đức ra khỏi đội hình. Hai danh hiệu cá nhân cao quý đã nói lên đẳng cấp của bộ đôi này. Cả hai sẽ hỗ trợ cho Tiến Linh, người chỉ đóng vai trò kép phụ tại AFF Cup 2018. Với đẳng cấp và kinh nghiệm tại các giải đấu lớn, có thể Tiến Linh không thể sánh bằng lạc tượng Anh Đức. Tuy nhiên, anh vẫn là tiền đạo trẻ sáng giá nhất ở thế hệ của mình. Bằng chứng chính là danh hiệu vô phá lưới nội tại V-League 2018. Dự bị chiến lược cho bộ ba kể trên sẽ là Công Phượng, người đang dần làm quen với vị trí tạo nên đột biến một khi được công vào sân. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng đấu rất khó khăn với ba ô lớn của Tây Á là Iraq, Iran và Yemen. Do đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi phòng phản công. Với chiến thuật này, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ thay đổi những sự linh hoạt nhằm tạo ra bất ngờ. Đặc biệt, trong tay huấn luyện viên Hàn Quốc còn có những quân bài tẩy hữu hiệu như Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Thích Trinh. Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với Iraq vào lúc 20:30 ngày 8 tháng 1 tới.